Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Reju trong Vua Hải Tặc cho các bạn xem nhé. Cùng mình điểm qua một số thông tin về chị cả nhà Vinsmoke nhé. Thì Reju hay còn được biết đến với biệt danh là Hồng Độc do khả năng miễn độc vô cùng lớn, cùng với đó cô có thể sử dụng độc để chiến đấu. Reju hiện tại 24 tuổi và có chiều cao 1m73, cô sở hữu một mái tóc màu hồng dài ngang vai và che nửa khuôn mặt, số đo 3 vòng của cô là 985888. Về tính cách thì Reju có vẻ ngoài mạnh mẽ, một thái độ cương quyết và lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong cô là người biết cảm thông. Ok, và đó là một số thông tin về nhân vật Reju. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ.
khi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.